Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh được Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ tư ngày 14 tháng 6 năm 2023 và theo âm lịch hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Quý Mão, tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Cầu Trần, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành Niên Mệnh Kim Bạch Kim, ngày Quý Mão, tức Can Sinh Chi, nghĩa là Thủy Sinh Cho Mộc, và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm, Kim Bạch Kim, Kỷ Tuổi, Đinh Dậu, Tân Dậu, ngày thuộc hành Kim, khắc với hành Mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi, nhờ Kim khắc mà được lợi. Ngày Mão, lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi, thành Mộc Cục, xung với Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá ngoạn và tuyệt thân. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão, tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày của các sao tốt như sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nè, trồng cây, sao thiên phúc, tốt mọi việc, sao âm đức, tốt mọi việc, sao phổ hộ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở khoa, sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao nhân cách, sao đối với giá thú, khởi tạo, sao phi ma sát, kỵ về giá thú, nhập trạch, sao hiền vũ, kỵ về an táng, sao sát chủ, xấu ngoại việc, sao lộ ban sát, kỵ về khởi công, động thổ. Và đặc biệt, ngày 14 tháng 6 năm 2023 là ngày sát chủ theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trong sự đều kỵ, bất kể là đối với tuổi nào. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng tây bắc. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 14 tháng 6 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ tư ngày 14 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy cục diện Tý Mão tương hình tác động không nhỏ đến các mối quan hệ xã giao của người tuổi Tý. Bản mệnh đang để sự bốc đồng của mình phá hủy những mối quan hệ tình cảm xung quanh mình. Để đến khi bình tĩnh lại, bạn cũng không thể hiểu được tại sao mình có thể hành xử thiếu suy nghĩ đến vậy. Điều này có thể ảnh hưởng rất nhiều không chỉ đến công việc mà cả việc làm ăn của những chú chuột. Một phút bốc đồng gây ra hậu quả khá nặng nề. Nhất là khi có thực thần xuất hiện nhưng bản mệnh lại không biết cách tận dụng các tinh này để làm giàu cho bản thân, bỏ lỡ không ít cơ hội hợp tác làm ăn thuận lợi. Điểm sáng duy nhất trong hôm nay của con giáp này đến từ phương diện tình duyên nhờ ngũ hành tương sinh. Cũng may là người ấy luôn ở bên động viên bạn không được gục ngã. Bạn ngày càng trân trọng và yêu đối phương nhiều hơn. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, các mối quan hệ xã giao trục trặc đi xuống. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, chớ để sự bốc đồng che mờ lý trí, tự gây rắc rối cho bản thân. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, một phút bốc đồng gây ra hậu quả khá nặng nề. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, không biết cách tận dụng các tinh để làm giàu cho bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, may mắn luôn được người ấy ở bên động viên. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 65, số 36, số 18. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, đỏ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video.
Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 14 tháng 6 năm 2023 của tuổi Sửu. Tiếp nối tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy, nhờ có thiên ấn che chở, người tuổi Sửu sẽ giành được nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình trong công việc. Bạn hoàn toàn có thể tự tin vào bản thân và mạnh dạn đưa ra những ý tưởng độc đáo và sáng tạo của bản thân. Hãy linh hoạt hơn để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào nhé. Để có thể tiến gần hơn tới thành công, con giáp này chẳng ngần ngại đầu tư thêm thời gian để tìm tòi, khám phá những hướng đi mới cho mình, sao cho có thể phát huy hết mọi tiềm lực của mình trong công việc. Bạn đang đi đúng hướng đúng đường rồi đó. Ngày Mộc khắc Thổ, đường tình duyên của những chú trâu bị đe dọa không nhỏ. Bạn mệnh lời qua tiếng lại, tranh cãi gay gắt với đối phương vì đủ vấn đề. Những mâu thuẫn như thế này rất dễ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng nếu đôi bên không bình tĩnh, bạn hãy khoan nóng mà giải quyết theo hướng hòa bình thì hơn. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim, giành được nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy, nên mạnh dạn đưa ra những ý tưởng độc đáo và sáng tạo. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh Hỏa, đừng ngần ngại đầu tư thêm thời gian để tìm tòi, khám phá. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh Thổ, hãy linh hoạt hơn để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh Mộc, đôi lứa lời qua tiếng lại, tranh cãi gay gắt. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 12, số 30, số 79. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, xám. Quý nhân phù trợ, Mùi, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 14 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dần. Ngày mới, được tam hội dẫn dắt, lại thêm cả chính tài trở che, đường tài lộc của người tuổi Dần đang rất vượng. Bạn hoàn toàn có thể thở phào trong ngày thứ tư này khi được quý nhân nâng đỡ, tìm được những mối làm ăn tốt, đối tác có thể tin cậy được, các kế hoạch phát triển đúng theo ý của mình. Trong công việc, quý nhân cũng sẽ xuất hiện giúp bạn khắc phục những vướng mắc còn ở trước mắt. Sau khi vượt qua được những khó khăn này, bạn chắc chắn sẽ thấy bản thân mạnh mẽ và bản lĩnh hơn hẳn, nhờ đó con đường tương lai của bạn trở nên rộng mở hơn nhiều. Tuy nhiên, mộc khí vượng báo hiệu làm việc quá sức có thể khiến cho sức khỏe của con giáp này suy nhược nhanh chóng. Làm việc liên tục không ngơi nghỉ không phải là lựa chọn tốt cho bạn khi muốn nâng cao năng suất công việc đâu, ngược lại còn khiến cơ thể bạn không thể chịu được. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh Thủy, đường tài lộc vượng nhờ được quý nhân nâng đỡ. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh Hỏa, tìm được những mối làm ăn tốt, đối tác có thể tin cậy. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh Thổ, các kế hoạch phát triển đúng theo ý của mình. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh Mộc, quý nhân giúp khắc phục những vướng mắc trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh Kim, sức khỏe suy nhược nhanh chóng do làm việc quá sức. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 14, số 72, số 05. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Dần, Mão, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 14 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mão. Với sự giúp đỡ của thiên tài, người tuổi Mão có thể nhận được vận may trên đường tài lộc trong ngày hôm nay. Chỉ bằng nghề tay trái thôi mà bạn có thể tăng được thu nhập của mình khá tốt. Cũng bởi con giáp này luôn chăm chỉ, tranh thủ thời gian rảnh để làm thêm tăng thu nhập. Có người còn may mắn trúng số độc đắc nữa đấy nhé. Với người theo nghiệp kinh doanh, bản mệnh có thể sẽ giành được nhiều ưu thế trong việc hợp tác làm ăn hay đầu tư tài chính. Hãy chịu khó tìm hiểu thêm thông tin để những lần đầu tư tới gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Tuy nhiên, lời khuyên dành cho những chú mèo là đừng vì quá mải mê kiếm tiền mà bỏ bê gia đình của mình. Tiền tài suy cho cùng là vật ngoài thân,
hết rồi vẫn có thể kiếm lại, còn hạnh phúc gia đình chẳng thứ gì có thể đánh đổi. Đừng để đến lúc mất đi những điều quý giá mới thấy hối hận thì cũng đã muộn rồi. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, đón vận may trên đường tài lộc trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, tăng được thu nhập nhanh chóng bằng nghề tay trái. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, giành được nhiều ưu thế trong việc hợp tác làm ăn hay đầu tư. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, nên chịu khó tìm hiểu thêm thông tin để gặt hái nhiều thành công hơn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, đừng vì quá mải mê kiếm tiền mà bỏ bê gia đình của mình. Sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn, số 85, số 11, số 39. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, tím. Quý nhân phù trợ, Mùi, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 14 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thìn. Xem tử vi cho thấy, do ảnh hưởng của cục diện Mão Thìn tương hại, vận trình của người tuổi Thìn sa sút hơn hẳn thường ngày. Điềm báo tử vi cho thấy, con giáp này phải quay cuồng đối mặt với những chiêu trò tiểu nhân gây ra, dẫn đến những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm với đồng nghiệp và lãnh đạo. Ngoài ra, bản mệnh tinh thần bất ổn, hay suy nghĩ lung tung, thiếu tập trung trong công việc nên hiệu quả giảm sút. Những kế hoạch bạn đặt ra có dấu hiệu chững lại ở thời điểm này, khó hoàn thành đúng thời hạn. Điều này sẽ gây ra không ít bất lợi cho đường tiến thân của bạn trong tương lai, hãy cố gắng giải quyết vấn đề hiện tại càng sớm càng tốt nhé. Bên cạnh đó, ngũ hành xung khắc còn là điểm chẳng lành xảy tới với vận trình tình cảm ngày hôm nay của những chú rồng. Tranh cãi mâu thuẫn khiến cho tình cảm tưởng chừng bền chặt nay dễ dàng rạn vỡ. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, vận trình sa sút hơn hẳn thường ngày. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, quay cuồng đối mặt với những chiêu trò tiểu nhân gây ra. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, dễ vướng phải mâu thuẫn, bất đồng quan điểm với đồng nghiệp và lãnh đạo. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, tinh thần bất ổn, thiếu tập trung nên hiệu suất giảm sút. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tranh cãi mâu thuẫn khiến cho tình cảm rạn nứt. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 15, số 56, số 90. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, trắng. Quý nhân phù trợ, Dần, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 14 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tỵ. Xem tử vi cho thấy, được chính quan che chở cho đường công danh của người tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này. Bản mệnh nhận được những sự trợ giúp từ phía đồng nghiệp và cấp trên. Nhờ vậy nên những chú rắn dễ dàng nâng cao được năng lực và có thêm kinh nghiệm sau nhiều lần va vấp, trưởng thành hơn trong công việc. Con giáp này được cấp trên đánh giá cao bởi tinh thần trách nhiệm cao. Công việc đã giao vào tay bạn là đảm bảo được hoàn thành, chất lượng cũng được đảm bảo ở mức độ tốt nhất có thể. Với những biểu hiện xuất sắc này, việc thăng chức tăng lương chẳng còn là điều gì quá xa tầm với của bạn. Ngày Mộc sinh Hỏa, tuổi Tỵ có được những tin vui về đường tình cảm. Người có đôi sau bao trắc trở thì cuối cùng cũng về lại bên nhau. Với người độc thân thì hôm nay là ngày mà bạn nhận được khá nhiều lời tán tỉnh hẹn hò đó. Bạn cần phải suy nghĩ kỹ để lựa chọn người thực sự phù hợp với mình chứ không phải tùy tiện nhận lời chỉ vì đang cô đơn đâu. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, nhận được những sự trợ giúp từ phía đồng nghiệp và cấp trên. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, dễ dàng nâng cao được năng lực và có thêm kinh nghiệm. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, được cấp trên đánh giá cao bởi tinh thần trách nhiệm cao. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, việc thăng chức tăng lương nằm trong tầm với. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, nhận được nhiều tin vui về đường tình cảm. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn,
số 78, số 36, số 19. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 14 tháng 6 năm 2023 của tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ có thể sẽ phải rất vất vả để kiểm soát mọi việc trong ngày bị tương phá tác động. Công việc dễ xảy ra trục trặc, các kế hoạch có thể không tiến hành đúng theo dự định bản mệnh đã lập ra từ trước. Điều này khiến trạng thái tinh thần của những chú ngựa trở nên bất ổn, buồn bực và dễ dàng nổi cáu. Thiên quan còn nhắc nhở con giáp này cũng cần chú ý đến những kẻ có ý đồ xấu xuất hiện xung quanh mình. Có thể những kẻ tiểu nhân này không gây ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của bạn, nhưng lại khuấy đảo mọi thứ khiến công việc bạn đang làm gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Mộc sinh hỏa, may mắn là bạn có được niềm an ủi không nhỏ từ gia đình của mình. Gia đạo êm ấm, ngập tràn tiếng cười của các thành viên. Gia đình đúng là nơi nghỉ ngơi của bạn sau một ngày đầy mệt mỏi. Chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy người thân là con giáp này đã cảm thấy mọi áp lực cơm áo gạo tiền bên ngoài đều được xua tan đi toàn bộ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, vất vả để kiểm soát mọi việc theo ý muốn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, công việc dễ xảy ra trục trặc, kế hoạch chệch hướng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, trạng thái tinh thần trở nên bất ổn, buồn bực và dễ dàng nổi cáu. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, cần chú ý đến những kẻ có ý đồ xấu xuất hiện xung quanh mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, có được niềm an ủi không nhỏ từ gia đình của mình. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 18, số 33, số 93. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, da cam. Quý nhân phù trợ, Thân, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 14 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mùi. Trong ngày có sự xuất hiện của cục diện tam hợp, người tuổi Mùi có một ngày làm việc thuận lợi và năng suất tăng cao. Nhiều việc diễn ra theo đúng kế hoạch đã xây dựng từ trước khiến bạn cảm thấy rất tự tin và hào hứng. Bạn cũng nhận ra có nhiều người luôn sẵn sàng giúp đỡ mình. Thiên ấn ở bên trợ mệnh, dù trước mắt có những khó khăn ngáng trở trên con đường đi đến mục tiêu nhưng bản mệnh không vì thế mà thoái chí nản lòng. Khó khăn càng khiến cho người tuổi Mùi thêm vững vàng, phát huy hết năng lực của bản thân để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Nếu có thể rèn luyện năng lực cá nhân vững chắc hơn nữa, cơ hội thăng tiến sẽ rộng mở ngay trước mắt bạn. Ngũ hành xung khắc phần nào khiến cho vận trình ngày hôm nay của những chú dê kém trọn vẹn khi mà chuyện tình cảm không được như ý. Người độc thân chưa tìm được người thực lòng chung đôi, sẻ chia những điều vui buồn trong cuộc sống. Các cặp đôi có dấu hiệu lạnh nhạt do thiếu sự tương tác, cần sớm hâm nóng tình cảm kịp thời. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, có một ngày làm việc thuận lợi và năng suất tăng cao. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch đã xây dựng từ trước. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, không nản lòng thoái chí dù phải đương đầu với khó khăn. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, nên tăng cường rèn luyện năng lực cá nhân để dễ bề thăng tiến. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, chuyện tình cảm không được như ý khiến vận trình kém trọn vẹn. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 75, số 86, số 06. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, xám, trắng. Quý nhân phù trợ, Mão, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 14 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thân. Đường tài lộc ngày hôm nay của người tuổi Thân có nguy cơ tổn hao một khoản không nhỏ do kiếp tài giáng họa.
con giáp này có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm và vội vàng mà không tìm kiểu kỹ thông tin, khiến cho chính mình lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần vay mượn khắp nơi. Việc đầu tư không thể nóng vội, nếu không bạn sẽ dễ dàng thua lỗ mà thôi. Dù là cuối tuần tức thời gian để nghỉ ngơi, giải trí, song bởi vận trình của những chú khỉ đang bị họa phá tài đe dọa nên bạn cần lưu ý không nên mua sắm hoang phí quá đà, nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Đi ngoài đường nên cẩn thận đồ đạc tư trang kẻo bị kẻ xấu lợi dụng trộm cắp. Kim mộc xung khắc còn báo hiệu những điểm chẳng lành trong chuyện tình cảm ngày này của tuổi Thân. Gia đình lục đục, bản mệnh mệt mỏi trước những cuộc tranh cãi không hồi kết với nửa kia vì những chuyện chẳng xứng đáng để mâu thuẫn. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, tài lộc ảm đạm, có nguy cơ hao tổn tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, có thể đưa ra quyết định sai lầm do không tìm hiểu kỹ thông tin. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, việc đầu tư không thể nóng vội để tránh thua lỗ. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, không nên mua sắm hoang phí quá đà vào lúc này. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, gia đình lục đục, tranh cãi liên miên. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 44, số 27. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, vàng kim, trắng. Quý nhân phù trợ, Tị, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 14 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dậu. Tử vi hôm nay cho thấy gặp phải cục diện Mão Dậu tương xung, người tuổi Dậu cần phải biết kiềm chế tính nóng nảy của mình. Sự tự kiêu ngạo mạn không chịu nghe lời khuyên của bạn sẽ chỉ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn thôi. Chưa kể tỷ kiên giáng mệnh, bản mệnh còn dễ vướng phải những thị phi tranh quyền đoạt lợi trong môi trường làm việc. Tốt nhất bạn nên tập trung toàn tâm toàn ý vào công việc của mình, tránh xa những chuyện phức tạp rắc rối như vậy. Kim mộc bất dung, con giáp này khó mà giữ được cho mình cái nhìn khách quan trong ngày này. Sự hiểu lầm có thể là nguồn cơn của những rạn nứt tình cảm. Hãy tìm lại sự sáng suốt của bản thân trước khi mọi chuyện đi quá xa. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, lắng nghe lời khuyên để có cái nhìn sáng suốt hơn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, mâu thuẫn liên miên, tình cảm khó tránh rạn nứt. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, cẩn trọng trong từng lời nói hành động kéo vướng họa thị phi khó tránh. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, tập trung vào công việc, đừng để bị sao nhãng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, kiềm chế bản tính nóng nảy nếu không sự việc tồi tệ hơn. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 15, số 16, số 90. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xám. Quý nhân phù trợ, Tị, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 14 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tuất. Ngày này, người tuổi Tuất được hưởng không ít may mắn do lục hợp cục mang tới. Bạn có được nguồn cảm hứng dồi dào, nhờ vậy mà làm việc hiệu quả hơn, sự nghiệp hanh thông tài lộc cũng dồi dào. Sự cống hiến và cố gắng của bản mệnh nhất định sẽ mang tới những kết quả đáng kinh ngạc, khiến bạn hài lòng và tự hào. Bản mệnh vốn là một người rất tài năng và bản lĩnh, nếu chịu đặt ra cho mình những đích đến tham vọng hơn, bạn chắc chắn sẽ có những bước thăng tiến vững chắc trong sự nghiệp, đừng từ chối những cơ hội trước mắt mình. Tuy nhiên, do mộc thổ xung khắc nên chuyện tình cảm của con giáp này không được suôn sẻ như mong đợi. Bạn cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, đừng khăng khăng bắt người ta phải nghe theo ý kiến của mình. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, làm việc hiệu quả hơn nhờ có được nguồn cảm hứng dồi dào. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, sự cống hiến và cố gắng nhất định sẽ mang tới kết quả xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, nên đặt ra cho mình những đích đến tham vọng hơn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, đừng từ chối những cơ hội trước mắt mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy,
cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 85, số 36, số 06. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, xám. Quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 14 tháng 6 năm 2023 của tuổi Hợi. Bước sang ngày mới, nhờ tam hợp đứng bóng, người tuổi Hợi luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, những suy nghĩ của bạn có xu hướng lý tưởng hóa nên thường thấy chán nản ngay sau khi bắt tay vào công việc. Nhất là khi trong ngày này còn có thương quan xuất hiện, con giáp này cần phải sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình. Bạn cần có trách nhiệm với những việc mình đảm nhiệm, dù vấn đề gì xảy ra cũng đừng có đổ lỗi hết người này tới người khác. Trước hết hãy làm tốt việc của mình rồi hãy chỉ trích người khác nhé. Hôm nay, người tuổi Hợi được ngũ hành tương sinh che chở và nâng đỡ, nên những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm dần được tháo gỡ, không còn phải buồn đau, lo lắng vì sợ hãi chia tay, rạn nứt nữa. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất cứ công việc gì. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, nên tránh xu hướng lý tưởng hóa các ý tưởng của mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, cần phải sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, cần có trách nhiệm với những việc mình đảm nhiệm. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, mâu thuẫn trong chuyện tình cảm dần được tháo gỡ. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 37, số 66, số 11. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Thân, Tỵ. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.